nang samanantara paiche ye na paiche yom mano tha tu tang sambayuttaka nang dhamma nang mano vinyana tha tu ya tang sambayuttaka nang dhamma nang samanantara paiche ye na paiche yom Purima Purima Kusala Dhamma Bajima Nang Kusala Nang Dhamma Nang Sambanantara Bajaye Na Bajayo Purima Purima Kusala Dhamma Bajima Nang Abhyakata Nang Dhamma Nang Sambanantara Bajaye Na Bajayo Purima Purima Kusala Dhamma Bajima Nang Kusala Nang Dhamma Nang Samanantara Bajaye Na Bajayo Purima Purima Kusala Dhamma Bajima Nang Abhyakata Nang Dhamma Nang Samanantara Bajaye Na Bajayo Purima Purima Abhyakata Dhamma Bajima Nang Abhyakata Nang Dhamma Nang Samanantara Bajaye Na Bajayo Purima Purima Abhyakata Dhamma Bajima Nang Kusala nang thamma nang samanantara paichaye na paichayo purima purima abhyakata thamma samanantara paichaye na paichayo ye sang thamma nang samanantara paichaye na paichayo ye sang thamma upaichanti ucheta sika thamma te se thamma te sang thamma nang samanantara paichaye na paichayo Sahajata Pachayo Tichata Rokanta Arubino Anyamanyang Sahajata Pachaye Na Pachayo Chata Romaha Puta Anyamanyang Sahajata Pachaye Na Pachayo Aukantikane Na Marupang Anyamanyang Sahajata Pachaye Na Pachayo Chita Cheta Sika Tama Chita Samutana Nang Rupa Nang Sahajata Pachaye Na Pachayo Maha Puta Upa Da rupa nang sacha tapachaye na bachayo rubino thamma arubino thamma arubinang thamma nang kinchikale sacha tapachaye na bachayo kinchikale sacha tapachaye na bachayo anyamanya bachayo ti chattaro khanta arubino anyamanyang Anyamanya Pachaye Na Pachayo Chattaro Maha Phuta Anyamanya Pachaye Na Pachayo Aukantikane Na Marupang Anyamanya Pachaye Na Pachayo Nisaya Pachayo Di Chattaro Kanta Arubino Anyamanyang Nisaya Pachaye Na Pachayo Chattaro Maha Phuta Anyamanya Pachaye Na Pachayo Aukantikane Na Marupang Anyamanyang Nisaya Pachaye Na Pachayo Chitta Cheta Sika Thamma Chitta Samuthana Nang Rupa Nang Nisaya Pachaye Na Pachayo Mahaputa Arubinang Arupa Nang Nisaya Pachaye Na Pachayo Chakha Yata Nang Chakha Vinyana Tatu Tang Sambayuttaka Nang Chattamma Nang Nisaya Pachaye Na Pachayo Sota Yatanang Sota Vinyana Tatu Yatang Sambayuttaka Nang Chattamma Nang Nisaya Pachaye Na Pachayo Khana Yatanang Khana Vinyana Tatu Yatang Sambayuttaka Nang Chattamma Nang Nisaya Pachaye Na Pachayo Chivaha Yatanang Chivaha Vinyana Tatu Yatang Sambayuttaka Nang Chattamma Nang Nisaya Pachaye Na Pachayo Kaya Yatanang Kaya vinyana tatu yatang sambayuttaka nang chattamma nang nisaya paichaye na paichayo yang rupa nisaya mano tatu tang sambayuttaka nang chattamma nang vinyana tatu mano vinyana tatu yatang sambayuttaka nang chattamma nang nisaya paichaye na paichayo upanisaya paichayo ti Purima Purima Kula Purima Purima Kusala Thamma Bajima Nang Kusala Nang Thamma Nang Kesan Ki Upanisaya Bajaye Na Bajayo Purima Purima Kusala Thamma Nang Thamma Bajima Nang Bajima Nang Abhyakata Nang Thamma Nang Upanisaya Bajaye Na Bajayo Purima Purima Kusala Thamma Bajima Nang
Agusala nang tamma nang upanisya paichiye na paichiyo purima purima agusala tamma bachima nang agusala nang tamma nang kesanchi upanisya paichiye na paichiyo purima purima agusala tamma bachima nang apyakata nang tamma nang upanisya paichiye na paichiyo purima purima apyakata tamma bachima nang apya kata nang thamma nang upanisaya paichaye na paichayo purima purima apya kata thamma bachima nang kusala nang thamma nang bachima nang kusala nang thamma nang upanisaya paichaye na paichayo purima purima apya kata thamma bachima nang kusala nang thamma nang upanisaya paichaye na paichayo utupo Chenam bi upanisaya paichaye na paichayo pukkalo bi upanisaya paichaye na paichayo senasanam upanisaya paichaye na paichayo urechata paichayo tichakkhayatanang chakkhavinyanathatuyatang sambayuttakanang chathammanang urechata paichaye na paichayo sotayatanang sotavinyanathatuyatang sambayuttakanang chathammanang urechata paichaye na paichayo khanayatanang khanavinyanathatuyatang sambayuttakanang chathammanang urechata paichaye na paichayo jivahayatanang jivahavinyanathatuyatang sambayuttakanang chathammanang urechata paichaye na paichayo kayayatanang kaya vinya na tatu ya tang sambayuttaka nang chatamma nang bure cha tapai chiye na bai chayo rupa ya tanang chakku vinya na tatu ya tang sambayuttaka nang chatamma nang bure cha tapai chiye na bai chayo sadda ya tanang sota vinya na tatu ya tang sambayuttaka nang chatamma nang bure cha tapai chiye na bai chayo ganda ya tanang khana ya tanang kana vinya na tatu ya tang sambayuttaka nang chathamma nang bure cha tapai chiye na pai chayo rasa ya tanang sa jivaha vinya na tatu ya tang sambayuttaka nang chathamma nang bure cha tapai chiye na pai chayo potthappa ya tanang kaya vinya na tatu ya tang sambayuttaka nang chathamma nang Pure cha tapai chaye na pai chayo rupa yatanang sadda yatanang ganta yatanang rasa yatanang phottabba yatanang manuta tuyatang sambayuttaka nang chathamma nang pure cha tapai chaye na pai chayo yang rupang desaya manuta tuya mano vinyana tatuya chavattanti tang rupang manuta tuyatang sambayuttaka nang chathamma nang Pure cha tapai chaye na pai chayo mano vinyana tatu ya tang sambayuttaka nang chathamma nang kinjikale. Pure cha tapai chaye na pai chayo kinjikale na pure cha tapai chaye na pai chayo pai cha cha tapai chayo ti pai cha cha ta chitta che ta sika. Tamma pure cha tapai chayo pure cha ta sa ima saka ya sa pai cha cha tapai chaye na pai chayo ase wa na pai chayo ti burima burima. Kusala tamma pachima nang kusala nang tamma nang ase wana paichaye na paichayo purima purima kusala tamma pachima nang kusala nang tamma nang ase wana paichaye na paichayo purima purima kriya yakata tamma pachima nang kriya yakata nang tamma nang ase wana paichaye na paichayo kamma bacchayo ti kusala kusala nang kamma vipaka nang khantha nang katatta cha rupa nang kamma bacchaye na bacchayo cetana sambayuttaka nang thamma nang tang samutta nang che na nang cha rupa nang kamma bacchaye na bacchayo vipaka bacchayo ti vipaka chatta rukhantha arubino anyamanyang vikara bacchaye na bacchayo ahara bacchayo ti kapali karo aharo imasaka yasa ahara paichaye na paichayo arubino ahara sambayuttaka nang thamma nang tang samuttana nang charupa nang ahara paichaye na paichayo antiya paichayo tichakkhuntiyang
chaku vinya natatu ya tang sambayutaka nang chathamma nang inti yapachaye napachayo so ta vinya natatu ya tang sambayutaka nang chathamma nang inti yapachaye napachayo kha nindiyang kha na vinya natatu ya tang sambayutaka nang chathamma nang inti yapachaye napachayo chi vi hin chi yang chi vi ha vinya na ta tu ya thang sam pa yut ta ka nang cha tam ma nang in chi ya pa chi ye na ba chi yo ka yin chi yang ka ya vinya na ta tu ya thang sam pa yut ta ka nang cha tam ma nang in chi ya pa chi ye na ba chi yo ru pa ya ta nang chi va ha chi vi tin chi yang ka ta ta ru pa nang in chi ya pa chi ye na ba chi yo a ru bi no in chi ya sam pa yut ta kanang thamma nang tang samutta nang cha rupa nang intiya paccaye na paccayo cha na paccayo ti cha na cha nang gami cha na cha na sambayutta kanang sambha thamma nang tang samutta nang cha rupa nang cha na paccaye na paccayo magga paccayo ti maggan gani magga sambayutta kanang thamma nang tang samutta nang cha rupa nang magga paccaye na paccayo sambayutta paccayo ti cattaro kanta arupino anyamanyang sa sambayutta paccaye na paccayo vipayutta paccayo ti rupino thamma arupinang thamma nang vipapaccaye na paccayo arupino thamma nang vipayut yutta paccaye na paccayo ati paccayo ti cattaro thamma arupino anyamanyang ati paccaye na paccayo cattaro mahabhuta anyamanyang ati paccaye na paccayo akkantikane namarupang anyamanyang ati paccaye na paccayo citta cetasika thamma citta samuthananang rupanang atibacchaye na paccayo mahabhuta upada rupanang atibacchaye na paccayo cattaro cakkhayatanang cakkhuvinyana tatuya tang sambayuttaka nang cha dhammanang atibacchaye na paccayo sotayatanang sotavinyana tatuya tang sambayuttaka nang cha dhammanang atibacchaye na paccayo kana yatanang kana vinyana tatuya tang sambayuttaka nang cha dhammanang atibacchaye na paccayo jivaha yatanang jivaha vinyana tatuya tang sambayuttaka nang cha dhammanang atibacchaye na paccayo kaya yatanang kaya vinyana tatuya tang sambayuttaka nang cha dhammanang atibacchaye na paccayo rupayatanang cakkhuvinyana tatuya tang sambayuttaka nang cha dhammanang atibacchaye na paccayo saddayatanang sotavinyana tatuya tang sambayuttaka nang cha dhammanang atibacchaye na paccayo gantayatanang ghanavinyana tatuya tang sambayuttaka nang cha dhammanang atibacchaye na paccayo rasayatanang jivaha vinyana tatuya tang sambayuttaka nang cha dhammanang atibacchaye na paccayo pottappayatanang kaya vinyana tatuya tang sambayuttaka nang cha dhammanang atibacchaye na paccayo rupayatanang saddayatanang gandhayatanang rasayatanang pottappayatanang mano tatuya tang sambayuttaka nang cha dhammanang atibacchaye na paccayo yang rupang nissaya mano thatu cha mano vinyana tatu cha vattanti rang rumbang mano thatu ya cha mano vinyana tatu ya tang sambayuttaka nang cha dhammanang atibacchaye na paccayo natibacchayo ti samananta ra niruddha citta cetasika dhamma patappanna nang citta cetasika nang dhamma nang ati nati paccaye na paccayo vigata paccaye paccayo ti samantara vigata citta cetasika dhamma patappanna nang citta cetasika nang dhamma nang vigata paccaye na paccayo avigata paccayo ti cattaro kantha arupino anyamanyang avigata paccaye na paccayo cattaro mahabhuta anyamanyang atibacchaye na paccayo avkantikane namarupang anyamanyang avigata paccaye na paccayo citta cetasika dhamma citta samuttana nang rupanang
Dạ, xin kính chào cô. Dạ. Con kính đảnh lễ sư Chí Định ạ. Dạ, xin kính chào cô. Dạ. Xin lỗi. Dạ, xin chào sư. Dạ, con kính đảnh lễ sư Nhi Pháp Duyên. Dạ, dạ, thưa sư, tỉnh sư. Dạ, thưa sư, tỉnh sư bắt đầu thời thuyết giảng chiều nay xin mời. Dạ, dạ, các vị hoan hỷ chào con khoảng phút. Lâu lắm rồi lớp học vì pháp trở lại từ sau Tết Nguyên. Dạ, con kính đảnh sư ạ. Dạ, kính chào quý vị. Dạ, dạ mình ngưng trước Tết đó sư. Dạ phải không? Dạ. Sư hy vọng rằng là mình sẽ trở lại bình thường. Dạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, xin kính chào cô. Dạ. Kính đảnh lễ sư ạ.
Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, xin kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Nhi. Dạ. Dạ, chào các vị. Đảnh lễ sư cả. Con đảnh lễ sư cả. Các vị, chúng ta bắt đầu lớp học. Hôm trước ở trong lớp này đã học đến đã học hai cái phần cảnh duyên. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến cái duyên thứ ba. Thì trước khi học duyên thứ ba thì tôi cũng nhắc lại là ở trong cái phần duyên sinh chúng ta học ấy, là nói đến cái sự tương quan giữa cái pháp theo cái cách nhân quả, tức là do cái này có mặt cái kia có mặt, và do cái này diệt và cái kia diệt. Và ở trong duyên hệ đó thì chúng ta học về cái phần mở rộng của duyên sinh, tức là trong giữa các cái sự tương quan nhân quả đó, thì chúng ta có nhớ rằng là khi mà nói do cái này có mặt cái kia có mặt đó, thì trong đó nó có hai cái yếu tố, đó là trợ sanh hoặc là cái sự thành sự này gọi là mạnh lực ủng hộ. Tức là có đôi khi cái pháp đó nó không phải là cái nhân trực tiếp, nhưng là cái nhân tác động. Ví dụ như là do hành mà có tích, thì hành đó chính là các cái nghiệp thiện và bất thiện mà cho cái quả tức tái sinh. Nhưng mà nó cũng có những cái mấu chốt duyên sinh ấy, là nó chỉ tác động thôi chứ nó không phải là sinh ra. Ví dụ giống như là vô minh tác động cho hành chứ không phải là vô minh sinh ra hành. Và ở trong duyên hệ đó thì chúng ta học đó là trong cái nhân và cái quả đó nó tác động như thế nào. Hôm trước tôi có mượn cái ví dụ là khi mà các vị Phật tử đến chùa đó, ví dụ như là trong một cái ngày lễ, một số Phật tử đến để làm công quả đó, thì chúng ta nói rằng là các vị Phật tử đến phụ giúp buổi lễ. Nhưng mà mỗi người Phật tử đó thì có cái cách phụ giúp riêng. Ví dụ giống như người phụ tiếp được cái việc cai quản, có người thì phụ tiếp về cái việc cần thiết trên Phật điện như là cắm hoa vân vân, chúng ta đều giúp cho buổi lễ đó. Nhưng mà mỗi người một cách. Thì ở trong duyên hệ như chúng ta thấy rằng là giữa cái năng duyên và cái sở duyên á, hay là chúng ta nói một cách dễ hiểu là giữa cái nhân và cái quả đó, thì nó có nhiều cái cách tác động khác nhau. Chúng ta đã học về hai cách, tức là cái nhân đó nó làm nó tác động cho sở duyên bằng cách đó, nó làm nhân chính. Và cái cách thứ hai chúng ta cũng đã học rồi đó, tức là nó làm bằng cách nó làm cái cảnh tác động cho cái sự pháp sở duyên. Và nếu mà mở rộng thêm nữa đó, trong cái việc tu tập của vị hành giả đó, như là vị hành giả về thiền minh sát đó, thì vị hành giả này là một người trao đổi xích sao giữa cái cảnh tác động đến cái tâm. Mà như chúng ta biết rằng là nói đến cái pháp thiện tác động cho pháp thiện, hay là pháp bất thiện tác động cho pháp bất thiện bằng cách làm cảnh, thì đó những cái trường hợp đó thì đó là những cái trường hợp mà
khi mà chúng ta nghĩ đến đó, thì chúng ta tập thức nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta học về cảnh duyên đó, thì chúng ta thấy rằng là trong đó nó cái phát hiện đó, nó vẫn có thể nó tác động cho cái tâm bất thiện của mình, và ngược lại đó, cái pháp bất thiện vẫn có thể làm cảnh cho thiện. Vậy thì khi mà một vị hành giả tu tập đó thì chẳng những cảnh giác với các cái phiền não, mà ngay cả cái những cái thiện tâm của mình, nếu mà không khéo thì những cái thiện tâm đó hoàn toàn có thể trở thành cái chướng ngại cho việc tu tập của vị hành giả. Lấy ví dụ giống như là một vị hành giả trong khi tu thiền đó, thì có thể vị đó có gặt hái một số cái thiện pháp nào đó, chẳng hạn giống như là vị đó có thể là vị đó có những cái vị lạc, hay là vị đó có những cái ấn chứng thiền định, nhưng mà sau đó thì cái vị lạc đó hay là các cái ấn chứng thiền định đó, đó nó không khéo đó thì nó trở thành một cái đối tượng tác động cho cái bất thiện tâm của vị đó, chẳng hạn giống như là vị đó sinh ra cái lòng kiêu ngạo vân vân. Và ngược lại đó thì đối với cái bất thiện cũng vậy, những cái bất thiện pháp nào mà những cái bất thiện pháp nào mà nếu mà vị đó khéo kiểm soát đó, thì những cái bất thiện đó vẫn có thể làm cảnh cho cái tâm thiện. Chẳng hạn giống như là đôi khi chúng ta đi chùa, chúng ta gặp những cái chuyện phiền phức, thì theo một cách rất là thường tình, hãy mà thấy cái chuyện phiền thì lập tức là chúng ta bất bình. Nhưng mà đối với một vị hành giả tu tập, cái chuyện phiền đó nó vẫn có thể làm cảnh cho cái thiện tâm của mình. Thì cái học ví dụ pháp đó là chỉ nhằm vào cái mục đích để chúng ta hiểu rõ hơn, những cái phần Phật pháp chúng ta đã học, đặc biệt đó là cái tạng kinh. Chứ còn nếu mà học lan man các cái chi tiết, đi chuyên sâu vào chi tiết đó mà mình không có nắm được cái dùng ý của kinh đó, thì mình học không có lợi nhiều. Đây chúng ta tiếp tục học về cái duyên thứ ba. Cái duyên thứ ba chúng ta đã đọc được cái trong cái phần Matika đó, là hai cái duyên đầu là hai tapacayo aramanapacayo, và cái duyên thứ ba gọi là khipatipacayo, hay còn gọi là trưởng duyên. Nhưng mà do thì các vị đụng sư đó, từ 24 duyên hệ mà được viết ở trong cái bộ Bát Thanh Á đó, thì các ngài thấy rằng là trong 24 duyên này đó, thì có những duyên cần phải phân tích ra nhiều cái khía cạnh để người học dễ dàng học. Cho nên ở trong trưởng duyên thì được phân làm hai, tức là cảnh trưởng duyên và thâu sinh trưởng duyên. Tuy vậy đó thì cái cách phân loại đó thì chúng ta cũng nên nhớ rằng là có đôi khi cái sự phân loại nó chỉ là dựa theo một cái tiêu chí nào đó thôi. Ví dụ giống như là chúng ta có trong tạng kinh đó, chúng ta có cái trung bộ kinh, trung bộ kinh, với cách phân loại thường thấy đó là chúng ta nói đến cái hình thức kinh dài hay ngắn. Ví dụ trong những cái bài kinh dài chúng ta gọi là trường bộ kinh, và những cái bài kinh ở cái mức trung bình đó, thì chúng ta gọi là trung bộ kinh. Và tuy vậy đó thì có một số cái bài kinh nó cũng theo cái hình thức đó, nhưng mà không có được xếp vào trung bộ kinh. Thì do vậy mà cái sự phân loại nó chỉ ở một cái mức tương đối nào đó. Tôi nói như vậy đó là tôi nói rằng là cái duyên mà chúng ta sắp học đó, mặc dù được kể vào trong cái trưởng duyên, tuy vậy đó thì về cái nội dung đó, chính là cái cảnh duyên mà chúng ta vừa học. Chào các vị ạ. Chúng ta ghi cái bài là cảnh trưởng duyên. Chúng ta học đến cái duyên thứ ba,
viên thứ ba, cảnh trưởng viên. Là Aramana. Trong cái duyên này nó cần có hai cái yếu tố. Thứ nhất đó, là chữ Aramana và cảnh. Cái thứ hai nó là chữ Atipati. Atipati tức là cái gì mà nó lớn mạnh. Ví dụ trong như một nhóm người thì cái người trưởng nhóm nó được gọi là Atipati. Rồi trong các cái pháp đó, thì chẳng hạn giống như là khi một vị hành giả tu minh thiền minh sát, thì khi đó trong các cái thiền pháp đó thì cái trí tuệ được xem như là cái pháp chính yếu trong đó, được những cái pháp đó nó được gọi là Atipati. Vậy thì Atipati ở đây có nghĩa là những cái gì mà nó lớn mạnh vượt trội trong một cái tập hợp nào đó. Và Aramana này nó chính là cái đối tượng của tâm, và chính là cái phần cảnh duyên mà chúng ta đã học. Như vậy thì cảnh trưởng duyên á cũng là cảnh duyên, nhưng mà ở đây nó không phải là cảnh thông thường mà là cảnh trưởng. Cảnh trưởng tức là một cái cảnh lớn mạnh, và khi mà nó tác động vào cái tâm trí, nó tác động cho cái pháp sở duyên đó, thì nó tác động một cách mạnh mẽ, và pháp sở duyên đó nhận biết cảnh đó một cách khăng khít, thì cái duyên tác động này, duyên tác động đó nó được gọi là cảnh trưởng duyên. Tôi nói lại là cảnh trưởng duyên á thì cũng là cảnh duyên, nhưng mà cảnh ở đây đó là nói đến cái những cái cảnh lớn mạnh, và cái cảnh đó tác động cho sở duyên một cách khăng khít, thì cái cảnh đó mới được gọi là cái cảnh trưởng duyên. Ví dụ như là khi mà chúng ta mắt chúng ta nhìn một cái cảnh vật nào đó, mà nếu cái cảnh đó nó không có gì đặc biệt, không có gì mà nổi bật hết, mình chỉ thấy thoáng qua thôi đó, thì cái cảnh đó tác động cho cái tâm, cho cái cảnh sở tri, nhưng mà cái tác động đó nó không được gọi là tác động bằng cảnh trưởng duyên, mà chỉ bằng cảnh duyên thôi. Còn những cái cảnh nào mà nó tác động cho cái tâm trí chúng ta một cách mạnh mẽ, chẳng hạn giống như là một người họ thấy một cái cảnh tượng nào đó họ quá phấn khích đó, thì cái cảnh đó đó được xếp vào cái cảnh trưởng. Hoặc là đối với một người mà đối với một số trường hợp, chẳng hạn giống như là trường hợp của ông Cấp Cô Độc, là do vì ở trong tiền kiếp đó, ông đã từng kính tín Tam Bảo, và nhất là Đức Phật và Chư Tăng. Và do vậy ở trong cái kiếp hiện tại đó, khi mà lần đầu tiên ông nghe đến cái từ Đức Phật đó, thì lập tức là cái tiếng đó nó trở thành cái gọi là cái cảnh trưởng đó với ông, tức là nó tác động ông mạnh mẽ đến mức độ mà ông muốn lập tức đi đến gặp Đức Phật liền ngay trong cái đêm đó, chứ không phải chờ đến sáng ngày hôm sau. Thì ở trong cái pháp bất thiện đó, nó cũng có những cái cảnh gọi là cái cảnh trưởng, và ở trong cái thiện pháp đó thì cũng là cái cảnh trưởng. Và những cái phần này đó thì khi mà một người tu tập á, thì tùy theo cái tâm trạng của mình, tùy theo cái khuynh hướng phiền não của mọi người,
mà chúng ta có thể chúng ta chọn một cái cảnh nào đó để làm cái cảnh trưởng cho thiện pháp, và tránh những cái cảnh nào mà chúng ta biết rằng là cái cảnh đó có thể làm cái cảnh trưởng cho bất thiện. Và cái cảnh trưởng này các vị có nhớ là một chúng sinh là ở trong cái giờ phút lâm chung là thường trạng lại các cái cảnh tượng nào đó, hoặc là nghiệp tướng, hoặc là những cái hành động nào mà ở trong cái khi mà họ còn bình nhật họ làm ấy, thì nếu một người nào mà ở trong cái đời sống thường nhật của họ đó thường có những cái cảnh tượng bất thiện, thì trong giờ phút lâm chung đó họ rất dễ nhớ đến cái cảnh tượng thiện đó. Và cái cảnh tượng thiện, để chúng ta biết cái cảnh nào là cái cảnh tượng thiện, cái cảnh tượng đó là cái thiện nào mà nó đủ mạnh để hầu hết trường hợp khi mà chúng ta nhớ lại đó, thì lập tức đó, cái thiện tâm chúng ta khởi lên được, thì đó là cái cảnh tượng thiện. Và ngược lại đó, cái cảnh tượng bất thiện nào mà mỗi lần mà chúng ta nhớ đến thì lập tức là cái phiền não chúng ta sanh khởi đó, thì đó là cái cảnh tượng bất thiện. Bởi vậy mà nếu mà một người mà để cho một người mà có nhiều cái cảnh tượng bất thiện đó, thì nó rất là nguy hiểm, đặc biệt là trong cái giờ phút lâm chung, là bởi vì khi mà chúng ta bất chợt thì chúng ta nhớ đến thì lập tức nó là cái giữ tâm mình cũng được, bởi vì nó là những cái cảnh tượng mạnh mẽ. Tôi nhớ có một vị giảng sư có ngày nói rằng là trong cái đời tu của ngài đó là làm sao ngài cố gắng ngài tạo được các cái cảnh tượng thiện. Có thể một số Phật tử ở trong cái pháp hội đó không hiểu rằng là cái cảnh tượng thiện là cái gì. Thì ngày hôm nay chúng ta học về cái cảnh tượng duyên đó, tức là cái cảnh mà nó tạo ra một cái, chúng ta nói theo cái ngôn ngữ thông thường là nó tạo ra một cái ấn tượng mạnh mẽ. Thì thật ra ở đây đó, thì chúng ta học trong các cái bộ luận thôi, cái cảnh tượng duyên này đó, thì cũng là trong cái cảnh duyên. Nhưng mà theo cái sự phân loại sách vở đó, thì do vì được dùng trong cái Abhipatthipaccaya cho nên được tính là ở trong cái chữ duyên chia làm hai, nhưng mà nội dung thuộc về cảnh duyên thì không phải là chữ duyên. Vậy thì đó là cái ý nghĩa là cái cảnh duyên đây, là nó là cái ý nghĩa của cảnh duyên. Là các vị tự ghi lấy. Rồi bây giờ chúng ta vừa rồi đó thì chúng ta đó là cái ý nghĩa, chúng ta có ý nghĩa của cái cảnh tượng duyên. Rồi trong cái chi pháp này á, chúng ta ghi xong rồi chúng ta sẽ tính xem cái chi pháp. Trước hết đó là chi pháp ở đây có là niết bàn, 18 sắc rõ, và những sắc rõ này thì thành cảnh tốt. Cái này tôi ghi vắn tắt cho nó nhanh. 18 sắc rõ. Rồi 116 tâm. 116 tâm thì chúng ta trừ cái chi? Chúng ta trừ hai tâm sân, hai tâm si và tâm thân thức thọ khổ. Trừ hai sân, hai si và thân khổ. Tôi ghi gọn gọn nhanh. Và thân khổ, thân thức thọ khổ đó. Rồi cộng với 37 sở hữu hợp. Rồi cộng 37 sở hữu hợp. Tôi quên cái phần này, các vị chi pháp chỗ này các vị để là năng duyên nha. Cái năng duyên.
là năng duyên á, năng duyên tức là niết bàn, 18 sắc cỏ, 116 tâm từ hai sân hai si thân thức thọ khổ, rồi cộng 37 sở hữu hợp, rồi trợ cho cái sở duyên, trợ cho sở duyên. Sở duyên thì gồm có 40 tâm siêu thế và 40 siêu thế, 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện và 4 tâm đại tốt hợp trí. Tám thiện tám đại thiện. Ngay chỗ ngồi của tôi hơi khó biết. Bốn đầy tố hợp lý. Rồi cùng với 45 sở hữu hợp. Học cái phần duyên này đó, trong khi chúng ta mỗi lần mà kể các cái chi pháp đó, thì tương đối là nó nhiều, nhưng mà cái điều quan trọng đó, là chúng ta nắm đến cái ý nghĩa tổng quát của cái duyên đó. Ví dụ giống như là chúng ta nắm ý nghĩa về cảnh duyên, tức là một cái duyên tác động cho cái pháp sở tri bằng cách làm cảnh, thì cái đó là cái ý nghĩa chính. Rồi từ đó đó, thì nếu mà các vị Phật tử nào mà chúng ta có tính ra chi tiết được thì tốt, còn trong những cái trường hợp mà chúng ta không có tính chi tiết đó, thì chúng ta mà căn cứ ở trên sách vở và từ đó đó thì chúng ta xem là tại sao trong trường hợp đó được kể và trong trường hợp đó là trừ. Bởi vì có những cái chi pháp đó là có những cái cách đó là nó chỉ chúng ta chỉ theo lý chúng ta hiểu thôi, chứ nó cũng không có cái công thức. Chẳng hạn giống như là nói về cái chúng ta phân theo cái duyên hệ, phân theo tâm đề thiện á, thì như là ở trong cái cảnh duyên á, thì có trường hợp là pháp thiện trợ cho pháp bất thiện và ngược lại, pháp bất thiện trợ cho thiện. Nhưng mà ở trong các cái duyên khác như là nhân duyên á, thì nó không có cái trường hợp đó. Do vậy đó là khi mà phân tích theo tâm đề thiện thì có đôi khi là những cái duyên đó đó phân tích được thành 7 khía cạnh, có đôi khi là 9, có đôi khi 11, vân vân. Thì những cái con số đó, những cái khía cạnh đó, đó là chúng ta tùy theo cái nội dung của cái duyên đó mà chúng ta hiểu. Rồi trước hết đó là chi pháp và niết bàn. Niết bàn đó là luôn luôn làm cảnh trưởng cho cái tâm siêu thế, cái tâm đạo và tâm quả đó luôn luôn là lấy niết bàn làm cảnh, và không phải là một cái cảnh bình thường, mà đó là một cái cảnh rất là mãnh liệt và là cái cảnh duy nhất. Cho nên là niết bàn luôn luôn là năng duyên trong cảnh trưởng duyên đối với 40 tâm siêu thế. Để mà một cái tâm đạo hay là tâm quả nào sinh lên thì luôn 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 là lấy niết bàn làm cảnh. Và cái cảnh đó là một cái cảnh mạnh mẽ, chứ không phải là một cái cảnh bình thường. Và do vậy mà ở trong một cái thánh trí đó, như là một vị chứng sơ quả đó, thì bất luận khi nào mà các ngài thẳng thắn nhìn lại cái niết bàn và đạo quả mà mình đã chứng, thì lập tức là cái tâm đại thiện hợp trí là sanh khởi ngay trong lúc đó. Và cái phần niết bàn và đối với siêu thế đó, ở trong cái phần cảnh duyên thì chúng ta học với chúng ta thấy một điều đặc biệt như thế này, là đối với cái tâm thiện nghiệp thế như là tám đại thiện hay là chính thiện đáo đại đó, thì những cái tâm thiện này vẫn còn làm cảnh cho cái tâm bất thiện. Tức là một người
mà nghĩ về cái việc thiện của mình đã làm, như là bố thí, trì giới, hoặc kể cả nhớ đến các cái thiền mà mình đã chứng, từ sơ thiền cho đến cái thiền nhập thế cao nhất là phi tưởng cái phi tưởng xứ, thì vị đó hoàn toàn có thể, nếu không khéo thì vẫn các cái thiện tâm đó vẫn có thể làm cảnh cho bất thiện. Nhưng mà đối với cái thiện siêu thế cũng như là niết bàn hay là quả siêu thế đó, thì những cái pháp này không làm cảnh cho cái tâm bất thiện được. Là mà đối với một việc thiện khác, chẳng hạn giống như là chúng ta nhớ lại cái việc bố thí trì giới đó, còn có thể là cái tâm bất thiện sanh. Nhưng mà đối với cái thiện siêu thế đó, mà một vị thánh mà họ các ngày phản kháng lại cái thiện đó, thì luôn luôn là cái tâm đại thiện hợp trí, nếu là thánh hữu học, hoặc là cái đại thiện, cái tâm đại tố hợp trí, nếu đó là vị a la hán. Do vì cái tâm siêu thế đối có niết bàn là một cái cảnh trưởng, và cho nên khi mà cái tâm mà nhớ về niết bàn, nhớ cái tâm siêu thế, nhớ lại tâm siêu thế, thì vì đó luôn luôn là lấy niết bàn là cái cảnh trưởng. Ở cái trường hợp đối với 18 sắc rõ thì chúng ta cũng hiểu rồi, các cái sắc còn lại đó, thì do vì đó là những cái sắc không rõ, hay nói cách khác đó là những cái sắc mà nó không có thực tính, cho nên là trước khi chúng ta kể là để làm cái cảnh trưởng cho các pháp sở duyên thì chúng ta không có kể cái 10 sắc phi thực tính. Trong 18 sắc đỏ này đó, thì không phải trong trường hợp nào cũng làm cái cảnh trưởng cho sở duyên. Nó khác với niết bàn luôn luôn là cái cảnh trưởng nhất định cho cái sở duyên, còn các cái trường hợp còn lại đó thì là chúng ta nhớ là bất định. Ở đây các vị ghi thêm là niết bàn là cái cảnh trưởng nhất định, còn các cái pháp còn lại đó thì là bất định. Rồi trong các tâm thì chúng ta trừ hai tâm sân và hai tâm si, là do vì cái tâm tha, cái tâm sân và tâm si đó. Tâm sân thì lại là nó là không có, và tâm sân thì nó là bất bình với cảnh, làm sao mà có thể kháng kích. Còn cái tâm si thì nó muội lược, trong đó nó si phóng dật thì lại là nó tán động lao chao, còn si hoài nghi nữa thì là phân vân và ngờ vực, cho nên cái tâm si cũng không có thể nào mà nó kháng khích được với cảnh, và nó cũng không làm một cái đối tượng mãnh liệt khi mà chúng ta tác động cho tâm được. Rồi cái thân thức thọ khổ thì chúng ta biết rồi, thì nó giống như là trường hợp đến với tâm sân, bởi vì cái thân thức thọ khổ đó, dù chúng ta có nhớ lại cái cảm giác đau đớn của mình như thế nào đi nữa, thì cái cảnh đó mình không có, mình cái cảnh đó là cái cảnh khổ, cho nên mình không có thể là mình kháng khích được. Đó là cái phần năng duyên. Còn cái phần sở duyên á, thì ở đây chúng ta nhìn cái trong 40 tâm siêu thế, 8 tâm tham, 8 đại thiện, 8 đại tố hợp ký và 45 sở hữu hợp. Thì trước hết á, là chúng ta tính về cái con số sở hữu có mặt ở trong các cái tâm vừa kể. Do vì chúng ta trừ tâm sân, cho nên là chúng ta phải trừ 4 cái sân phần. Rồi ở đây không có cái tâm si, cho nên chúng ta cũng phải trừ thêm cái tâm si hoài nghi. Rồi ở một còn hai cái sở hữu nữa, hai cái sở hữu mà chúng ta cũng phải hai cái sở hữu này thì chúng ta cũng dễ bỏ qua, bởi vì cái này theo lý trong kinh giải thôi. Tức là cái chi pháp đó là trừ thêm cái chút xíu sau đó thì chúng ta sẽ học về cái có những cái sở hữu mà đó chính là cái giới phần và cái chính là cái giới phần và cái vô lượng phần, thì hai cái phần này chúng ta sẽ học sau. Chúng tôi xin lỗi các vị, chỗ này là chữ 47 nha. 47 là 45. 47.
Dạ thưa sư, năng duyên đó là 47 phải không sư? 47 sở hữu hợp. Dạ. Trên này là trên cái năng duyên đó sư là 47 sở hữu hợp chứ. Tại vì mình 52 trừ đi trừ à, đi 2 2 xong. Dạ. Dạ 2 căn hay xin tôi lộn 45 47. 47 đi ngay chứ phải 37. Tôi sửa lộn. 47 ở 47 trên 45 ở dưới. Dạ. Dạ dạ. Tôi sửa lộn 47. 47. 47 là bởi vì trừ cái trừ bốn cái sân với lại cái dạ, ngoại biên. Dạ. 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 Rồi ở trong cái phần sở duyên này đó thì các vị nhìn qua đó thì các vị thấy cái chi pháp đó chỉ là những cái tâm mà làm việc động lực. Bởi vì cái tâm làm việc động lực đó, thì cái tâm đó nó mới làm việc mạnh mẽ được. Cho nên những cái tâm mà khác đó, thì không có được kể. Và ở trong cái tâm mà những cái tâm làm việc động lực đó, thì do vì trước hết là vì phần bất thiện, thì như chúng ta thấy rằng là chỉ có cái tâm tham nó là nó mới kháng khích với cảnh, nó mới ưa thích được, ưa thích cảnh. Còn cái tâm sân bất bình với cảnh, cho nên là tâm sân và tâm si đó là không có kể được cái cảnh sở duyên. Rồi tám đại thiện được kể, nhưng mà riêng về cái đại tố á, thì chỉ được kể có bốn thôi, bốn đại tố hợp trí. Ở đây sở dĩ mà không có kể tám đại tố mà chỉ có bốn á, là do vì cái tâm của vị A-la-hán khác với một chúng sinh thường tình. Chúng ta cái một chúng sinh thường là rất là nhiều cái cảnh mà nó tác động cho cái tâm lý của mình. Nhưng mà riêng đối với một vị A-la-hán thì các ngài nó không giống như là một chúng sinh khác, mà các ngài đó là chỉ có cái niết bàn mới là cái cảnh trưởng đối với các ngài thôi. Còn các những cái trường hợp khác đó là nó không có cái tâm của các ngài ấy, nó quân bình cái mức tuyệt đối. Cho nên là chỉ có niết bàn là cái cảnh trưởng, mà để nhận biết cái niết bàn đó thì các ngài dùng cái tâm, các cái tâm hợp trí chứ không phải là cái tâm ly trí. Cho nên là phần đại tố thì chúng ta chỉ có lấy cái bốn cái đại tố. Rồi ở trong cái phần sở duyên á là được tính 45 sở hữu hợp á, là do vì cái phần sở duyên này á là có hai cái trường hợp mà chúng ta lưu ý, đó là cái giới phần và cái vô lượng phần. Cái giới phần á, ở cái giới phần mà có mặt ở trong cái tâm nghiệp thế, cụ thể là ở trong cái tám tâm thiện á, thì cái đối tượng của giới phần á là lấy cái thân khẩu ác nghiệp mới làm cái đối tượng để vị này tu tập. Thì cái thân khẩu ác nghiệp đó đó nó không thể làm cái cảnh trưởng cho cái giới phần, cho nên nó là cái giới phần ở trong cái tâm hiệp thế đó là không có cái cảnh trưởng. Nhưng mà giới phần ở trong cái tâm siêu thế đó, thì do vì chúng ta biết rồi, tâm siêu thế lấy niết bàn làm cảnh trưởng, cho nên để mà nói cái tính cái hiệp thế đó thì chúng ta bỏ giới phần, nhưng mà tính siêu thế đó thì lại là phải kể giới phần, mà giới kể mà kể nhất định. Còn đối với cái vô lượng phần á, vô lượng phần á là lấy cái cảnh của chúng sinh làm cái đối tượng. Và thật ra ở đây đó thì như là chúng ta ở đây có thể là có những vị học và có những vị chưa học về cái tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm đó là lấy chúng sinh làm cái đối tượng. Tuy vậy đó là cái đối tượng của chúng sinh đó là nếu mà ở cái giai đoạn đầu tu tập á, là vị hành giả làm sao đó, là không có nghĩ đến một cái đối tượng chuyên biệt nào hết, mà làm sao đó, lấy theo một cái nhóm đối tượng. Chẳng hạn giống như là chúng ta không có nghĩ đến cá nhân của một chúng sinh nào, mà chúng ta nghĩ một nhóm người. Bởi vì sao vậy? Là để cho cái tâm của vị hành giả đó là không có mắc vào cái phiền não, như là người tu tập tâm từ đó thì người đó dễ dính vào cái phiền não, đó là cái lòng luyến ái. Và do vì vị hành giả làm sao giữ cái tâm quân bình giữa chúng sinh này và chúng sinh khác,
Cho nên dù cái vô lượng tâm là nghĩ tưởng đến vô lượng chúng sinh đó, nhưng mà cái đối tượng đó nó không được để làm cái cảnh tưởng của cái tâm thiền. Cho nên trừ hai cái vô lượng phần. Thì cái này là nếu mà chúng ta tự chúng ta suy luận thì chúng ta đôi khi chúng ta khó tính được ba cái giới phần và cái vô lượng phần. Thì cái ở đây thì chúng ta trừ là như vậy. Và bây giờ chúng ta học về cái chúng ta phân theo cái tam đề thiện. Trước hết là chúng ta có là thiện đợi cho thiện. Bằng cảnh trưởng duyên. Thì chúng ta cái chi pháp chúng ta có đó. Chi pháp là thì hôm trước thì chúng ta học như thế này là khi mà chúng ta có cái phần chi pháp tổng quát về năng duyên và sở duyên, thì khi mà chúng ta phân theo cái cầu đỏ này, là phân theo tâm đề thiện, thì thiện tạo cho thiện bằng ảnh tưởng duyên, thì chúng ta có năng. Thì cái năng này á, là chúng ta lấy một phần cái năng duyên ở trên, nhưng mà chúng ta chỉ trong một phần đó, tức là chúng ta lấy riêng cái gì mà là tâm thiện thôi. Thì chúng ta có trong 37 tâm thiện đó, thì chúng ta lấy 32 thiện. 32 thiện. Rồi 38 sở hữu hợp. Ở trong cái phần duyên hệ này, do vì các cái chi pháp rất là nhiều, cho nên là đôi khi chúng ta từ sách vở hay là bản thân tôi tính nhầm thì các vị về cái chỗ nào mà các vị thấy nó có vẻ gì không ổn thì các vị quan hệ các vị lên tiếng. Rồi cái phần sở duyên thì chúng ta có trong chúng cái phần sở duyên thì chúng ta có cái có 8 đại thiện. Rồi 33 sở hữu hợp. Các vị cho tôi để xem cái con số này nó có hợp đi. Rồi sở dĩ mà 32 tâm thiện đó là chúng ta trừ cái tâm tứ đạo. Tại nhưng là chúng ta cái này thì chúng ta dễ hiểu là bởi vì khi mà một trong năm tâm tứ đạo sanh lên thì từ đó về sau đó thì bị đó là một vị A-la-hán, mà vị A-la-hán rồi thì các ngài không còn dùng lại cái tâm thiện nữa. Nếu mà một vị A-la-hán các ngài phản kháng đạo quả đó, thì các ngài dùng đại tốt. Cho nên cái tâm thiện mà làm là cái năng duyên cho cái thiện khác đó, thì phải trừ ra năm tâm tứ đạo. Và ví do nữa là các vị có nhớ rằng là với một vị mà chứng tha tâm thông, có nghĩa là người đó có khả năng biết cái tâm của người khác đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chỉ có thể biết được cái tâm thông thường của người khác thôi, chứ không có thể biết được cái
cái tầng thánh đạo quả mà mình chưa chứng, chẳng hạn giống như là đối với một vị chứng sơ quả và các ngài đồng thời các ngài chứng ngũ thiền, các ngài có thần thông, thì các ngài cũng không có thể biết được cái tâm đạo quả của một vị nhị quả, bởi vì cái trạng thái cái tâm giác ngộ đó các ngài chưa có đạt được, cho nên các ngài không biết. Các ngài có thể biết cái chuyện thông thường, kể cả một vị thinh văn có thể biết được cái tâm của Đức Phật, chẳng hạn giống như là ngài Anuruddha, ngài có thể ngài theo dõi Đức Phật trong khi mà lúc mà Đức Phật trước khi nhập diệt, Đức Phật ngài đang nhập cái tới tầng thiền nào đó, thì ngài Anuruddha biết. Nhưng mà trong những cái trường hợp giống như là ngài Ananda hay là một vị nào đó mà các vị đó mà có thần thông đó, thì các vị nó cũng không có thể biết được. Do vậy ở đây chúng ta không có cái trường hợp của một người chứng thiền định mà quán thấy cái tâm của vị A-la-hán, như là tâm tứ đạo của vị A-la-hán rồi trở nên cái tâm thiệt, cái nó không có, bởi vì vị này hoàn toàn không có thể biết. Thì đó là chúng ta trừ cái tâm tứ đạo, rồi thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Thì thiện trợ cho thiện, chúng ta thiện ở đây thì chúng ta có tất cả là các cái loại tâm thiện, trong đó là có 8 đại thiện, rồi 20 thiện siêu thế, rồi 9 thiện đáo đại. Thì ở đây chúng ta tính gọn là chúng ta nhìn ở trên cái chi pháp của sở duyên á, thì chúng ta chỉ có thấy là 8 đại thiện và 40 siêu thế thôi, cho nên chúng ta không có cần phải tính tới cái đại thiện của các cái tâm thiện trong cái tâm đáo đại. Còn mà để mà hiểu thêm về lý á, là do vì cái tâm thiện ở trong thiện sắc giới đó, các vị đó lấy cái cảnh đề mục thiền định riêng, cho nên được trừ ra. Như vậy thì ở đây chúng ta trong cái phần sở duyên á, thì chúng ta có 20 thiện siêu thế và 8 thiện nghiệp giới. Thì trong 20, tại sao mà trong cái sở duyên mà thiện trợ thiện bằng cảnh trưởng duyên á, thì không có lấy không có lấy 20 thiện siêu thế, là bởi vì 20 thiện siêu thế đó, luôn luôn đó là lấy niết bàn làm cảnh, ngoài ra không có lấy cái cảnh khác, mà niết bàn là cái cảnh vô ký chứ không phải là cái cảnh thiện. Và trong các cái trường hợp khác đó, thì tâm đạo không có trường hợp nào mà dùng cái tâm đạo hết, cho nên là 20 đại thiện, 20 tâm đạo thì chúng ta trừ ra. Như vậy thì chúng ta còn có cái 8 đại thiện và 33 sở hữu hợp. Ở đây nha, ở trong cái phần này á, ở đây tôi có một phần chúng ta phải nói đầu tôi quên đó là ở trong cái phần cảnh duyên á, chúng ta bỏ qua một phần đó là phân tích cảnh duyên theo duyên sinh. Nó giống như là cách chúng ta đã học về cái phân tích cái nhân duyên theo duyên sinh đó. Nhưng mà tôi xác thấy rằng là do vì cái chi pháp của chúng ta học quá, nó cũng tương đối là khá nhiều. Như vậy thì cái phần mà chúng ta học về cái phân tích và duyên hệ theo duyên sinh đó, thì chúng ta để học riêng một cái phần riêng. Sau này chúng ta còn học như vậy, sau này chúng ta học cái 3 phần còn lại thuộc về duyên hệ. Bây giờ trước hết đó là chúng ta mới học về cái duyên hệ trên cái ý nghĩa và chi pháp. Rồi sau đó đó là chúng ta học duyên hệ theo cái cách hiệp lực. Và rồi cách thứ 3 là cái cách hỗn hợp. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ học về cái cách thứ 4, tức là duyên hệ theo duyên sinh. Thì tôi nghĩ làm như vậy đó, thì chúng ta các vị chúng ta đỡ đối đóng hơn, bởi vì cái chi pháp hơi nhiều. Thì ngày hôm nay đó thì chúng ta học không có hết cái phần phân tích theo cái tâm đề thiện, là do vì lớp học nghỉ cũng lâu quá đó, thì tôi nghĩ chúng ta học ít thôi để cho các vị đỡ ngán. Thì ở cái lớp này tôi đề nghị là các vị cứ học thông thả, bởi vì
chúng ta học gấp đó thì cũng không có, cũng ít có dịp mà tôi nghĩ là tôi dạy lại nữa. Thật sự thì tôi nghĩ rằng khi mà tôi chia sẻ vì cái lớp này xong đó, thì chắc là cũng không biết bao giờ tôi mới có dịp để tôi dạy lại cái lớp duyên hệ. Bởi vì như các vị thấy mà duyên hệ mà không có nắm cái phần đại cương đó thì rất là khó học, rất là khó nhớ. Dạ, thì ra vậy thì chúng ta sẽ học học từ từ như vậy. Thì trong cái cách mà chúng ta học đó, tôi đề nghị các vị là chúng ta nắm cái phần tổng quát trước, chúng ta nắm cái ý nghĩa của cái duyên đó, rồi trong cái cách mà chúng ta kể chi pháp đó thì chúng ta có kể, tất nhiên là nó có kể có dư có thiếu, thì nó giống như là mình học ở trường thầy cô dạy cho mình cái cách làm toán, còn đôi khi chúng ta còn có thể chúng ta làm sai đó, nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta hiểu cái công thức tính, rồi hãy sai chỗ nào đó mà hãy mà mình thấy rằng là thì trong sách chỉ ra cái điểm sai đó thì chúng ta tính lại. Thì bởi vậy mà ở trong cái thánh trí nó khác cái phạm phu trí của chúng ta xa lắm. Là đối với các vị thánh nhân đó, thì các ngài những cái gì mà các ngài đã chứng ngộ rồi đó thì ngài chứng ngộ một cách rõ ràng tuyệt đối, mà các ngài không có bị cái chuyện mà lẩm khẩm giống như mình. Ví dụ như là đối với ngài Sát La Phất mà nói thì có những cái chi pháp như thế này đó là các ngài không cần phải suy nghĩ, tức là với cái tâm đó trong trường hợp đó bao nhiêu yếu tinh đó thì các ngài tính điền. Còn đối với chúng ta đó, thì chúng ta đã biết cái công thức rồi, mà như vậy đó mình chúng ta tính là cũng thiếu lên thiếu xuống, nhưng mà mình phải chịu, tại vì cái trí năng của mình nó đã giới hạn như vậy. Thì tôi cũng nói thật với các vị mà cho đến học đến nay á, là giống như là tôi với các vị nó là bằng nhau. Tức là cái công thức gì mà tôi biết về cái phần đại cương đó, thì nó cũng giống như các vị. Và cho đến cái giai đoạn này nó là các vị chi pháp đó, là các vị tính cùng tôi, nó cũng giống như là một lúc nào đó, đó thì ví dụ như là một sinh viên đại học có thể hơn tiểu học, nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó ra trường thì dù hồi học trước làm sao nó giống nhau hết, chẳng qua học trước biết trước vậy thôi, chứ không thì nó dễ lộn. Giờ nó không là nó dễ lộn rồi, các vị biết rằng là đôi khi sách vở mà rồi cái mở lòng mình cũng mất thời gian mình tính, đôi khi chỉ lộn một cái con số mình tính cả buổi trời, tại sao chỗ đó là nó dư như vậy mà nó thiếu như vậy, rồi cái kết quả mình phải dựa vào nhiều cái tài liệu và sau cùng mình xác định rằng là cái đó là in nhầm, thì như đó là nó cũng là một thời gian rồi. Cho nên là cái vấn đề chính ở đây chúng ta học quá là chúng ta nắm cái, chúng ta hiểu cái ý chính, tức là các vị Phật tử chúng ta cũng không có thời gian nhiều quá. Dạ rồi, bữa nay các vị chúng ta nghỉ sớm anh em. Cũng mong rằng là trong một cái thời gian qua thì cũng hay lâu lâu rồi các vị cũng thấy cũng còn nhớ bài. Và đặc biệt là có những học viên mà tôi nghĩ rằng là những vị học viên này hoàn toàn có thể học chuyên sâu về cái dự pháp. Trong cái lớp học này tôi thấy có những vị nắm bài rất là tốt, và tôi mong rằng học Phật pháp nó luôn luôn được đến với tất cả các vị Phật tử của chúng ta, cho chúng ta kết thúc buổi học ở đây với các vị ạ. Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ thưa sư, tỉnh sư hỏi không biết tỉnh đang lái xe thưa sư. Dạ. Sa tú. Dạ, con kính định lễ sư trí tịnh ạ. Xin chào các lớp. Tỉnh đang bận gì? Chào con kính định lễ sư Pháp Nhiên, con kính cảm ơn sư Pháp Nhiên. Ta ta giúp Phật ma ta đề qua na ca ma hệ thi ca pu nhẫn no anh mô ra nhưng do nam ca nam ra tham tu sa ca no ca ro ra cam tu nha ta yo ra cam sa pa ni to ra cam mô a sa na. Chúc chư tăng ni và các đạo hữu thân tâm lúc nào cũng an lành và chúng con kính tri.